trong cái bí mật này, mình sẽ Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức để tính hòa vốn ha. Thì hầu hết tất cả các bạn bước chân vào làm về Movie App này không biết đây là một cái tuyệt chiêu, một cái bí kíp mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngay trong buổi hôm nay. Đó là mình sẽ tính cái điểm hòa vốn, gọi là mình chạy quảng cáo hay là marketing ở trong cái thời điểm nào, với cái mốc đạt điểm là bằng 0, tổng thu trừ đi tổng chi bằng 0 ha. Thì trong cái phần này, khi mà các bạn đã có kết quả trên tài khoản Google AdMod, ví dụ đây là tài khoản Google AdMod với cái số lần hiển thị và ECPM. ECPM là cái 1.000 lần hiển thị nó sẽ kiếm được bao nhiêu đô đấy. Thì ở đây là 1.000 lần hiển thị nó sẽ Google AdMod nó báo cáo cho mình là 28 đô. Thì như vậy là ở đây mình hiển thị là 953 thì mình sẽ kiếm được thu nhập là 26 đô. Đấy, còn đây là số lần yêu cầu và tỷ lệ khớp. Thì cái quan trọng nhất đó là mình sẽ lấy cái hai cái chỉ số số lần hiển thị và số lần và cái số tiền ECPM, cái giá trị ECPM này để mình tính cái điểm hòa vốn cho cái sản phẩm ứng dụng của mình đang chạy. Để tính như thế nào thì ở đây là mình có một cái công thức, cái file Excel ở đây. Các bạn thấy chưa? Đây cái file Excel đây nhá. Thì trong cái file Excel này thì trước hết đó là do impression. Đây là cái số lần hiển thị của các bạn, hiển thị này. Đó, số lần hiển thị của cái tài khoản AdMod khi này là kết quả đấy, ví dụ số lần hiển thị. Thứ hai là mình sẽ nhập ECPM này vào. Hiển thị là 953, ECPM là 28. Mình sẽ nhập hai cái con số này vào, 953 ha, 953 và cái ECPM này là 28 thôi. Đấy. Thì như vậy là mình sẽ có được cái kết quả, đó là nếu mà mình chạy install này á, 3.360 đồng trên một lượt cài đặt thì tính cái độ hòa vốn là trong một ngày. Cái impression này á, cái hiển thị này á, 5 lần hiển thị của ứng dụng này nha. Mình tính là trung bình là 5 lần hiển thị. Đấy, cái phần 5 lần hiển thị này á thì một user, ví dụ như là một user download về thì trung bình là cỡ khoảng 5 lần hiển thị. Các bạn hiểu không nào? Thì nếu mà 5 lần hiển thị thì ở đây là mình sẽ lấy công thức là E3 chia cho 5 nha. Thì tính mình được trung bình là 190 người. Đây là 190 người download để có cái số lần hiển thị này. Nhưng mà mình muốn có 1.000 lần hiển thị, bởi vì ECPM là nó tính 1.000 lần hiển thị. Đấy, thì như vậy là bao nhiêu? Thì ở đây là 200 lượt download là có 1.000 lần hiển thị. Đấy, 200 download là sẽ có 1.000 lần hiển thị nha. Thì như vậy á, ở trong cái ô và install cost USD thì đã lấy là mình tính bằng cái giá về USD, nhưng mà cột này mình sẽ chuyển đổi sang cái giá Việt Nam đồng để cho mình dễ tính về tiếng Việt đó. Rồi thì như vậy là cái lực cài đặt là khoảng 3.360 đồng thì mình cái độ hòa vốn ở ngày đầu tiên. Nhưng mà cái thực tế nếu mà các bạn chạy quảng cáo là bao nhiêu, thì ví dụ như mình chạy quảng cáo á, ở đây này cái ô về CPI Google thì mình sẽ đặt khoảng thực tế mình chạy quảng cáo mà 1.000 trên một lượt cài đặt á, thì mình sẽ trừ ra là ở đây con số âm á, thì mình đã lời nha. Số âm này thì đã lời, ví dụ như số âm này là 2.360 thì như vậy là một cái lượt cài đặt như vậy là mình đã lời được 2.000 đồng. Và mình nhân cái con số này lên thì mình lời bao nhiêu trong một ngày. Nhưng mà nếu giả sử cái thằng này nếu mà nó nhiều quá, ví dụ như là 3 đây, ví dụ như 3.500, cái lượt cài đặt của nó 3.500 đó. Đây là cái giá thầu thực tế của Google mình chạy nha, hoặc là mình phân tích thì 3.500 thì như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có kết quả là số dương này á, thì mình sẽ bị âm, có nghĩa là nó chưa lấy lại được vốn. Thì như vậy là một lượt cài đặt như vậy á, là mình bị âm 140 đồng và mình nhân lên.
Đấy. Thì như vậy là làm sao để nó đạt được khoa vốn? Thì ở đây là mình tính công thức là một download một ngày, thì ở đây mình download là 200, tính ra 200 ha. À, trung bình là cả khoảng mình chạy 200 lượt download, à, ngày thứ hai 200, nhưng mà mình cộng thêm 10% nữa của ngày hôm qua nữa, thì như vậy là cái giá trị là nó cộng 10 10 10 lên và nó nhiều lên. Còn cái này thì sao? Thì mình sẽ CPI này thì mình cộng tính là N5 này, mình cộng thêm là 10% nữa, 10% cái giá trị ở trên này này. Thì như vậy là 10 10% nữa thì như vậy là bao nhiêu? Cho đến cái ngày mà đạt được cái kết quả là 1 đồng này ha, nó giảm giảm dần này, 1 đồng này, thì đến cái ngày 45 này thì mình đã có đủ hòa vốn cho cái ứng dụng của mình. Các bạn hiểu không? Đấy, đây là một cái công thức khá là không tuyệt đối 100%, nhưng mà khá là tương đối và khá là nó có cái tầm nhìn rất là rõ để các bạn bắt đầu marketing và đầu tư chạy để cho nó có cái độ rủi ro nó thấp hơn rất là nhiều, và mình control được, mình quản lý được cái khoảng thời gian, cái kế hoạch trong cái ngày nào để lấy lại vốn nha. Đấy, thì cái phần cái ECBAM này là ECBAM của US chứ không phải là global. Thì các bạn phân tích là cái nước nào ngon thì các bạn cứ phân tích như vậy và mình chạy ha. Đây là một cái công thức mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái lĩnh vực về đầu tư mobile app này. Hầu như ít ai chia sẻ các bạn về cái vấn đề này nha. Thì như vậy là các bạn nhìn thấy này, một lượt download thì có trung bình 5 lần hiện hiển thị quảng cáo đúng không? Thì cần 1.000 lần hiển thị thì có 250 250 lượt download, và ECPM nếu mà 28 thì mình cần 100 lần hiển thị thì mình cần có là cả khoảng 25.000 download, và đâu đó là cần kiếm doanh thu là cả khoảng 2.800 đô. Đấy, đó là cái công thức như vậy ha. Đây là một cái công thức, một cái kinh nghiệm của Quốc Anh đã làm từ trước đến nay, muốn chia sẻ cho các bạn. Tuy rằng đây là một cái hướng theo kiểu cá nhân của mình sẽ có những cái thiếu sót, hy vọng các bạn có những cái góp ý, đóng góp của mình ở dưới comment của video này, và chúng ta cùng phát triển cái ngành đầu tư mobile app này. Và các bạn nhớ đừng quên đăng ký kênh của Cúc Media và like cái video này để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.